Tối ngày 27 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ việc hai nữ phóng viên bị bắt giữ do cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, khoảng 15:30 cùng ngày, tại quán cà phê Tùng Lâm, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang hai phóng viên khi đang nhận tiền của một thẩm mỹ viện. Hai người này gồm Vũ Thị Oanh, 29 tuổi, phóng viên tạp chí Đời Sống và Pháp Luật, điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật, và Nguyễn Thị Loan, 33 tuổi, phóng viên báo Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam. Bước đầu điều tra, Công an xác định khoảng đầu tháng 8 năm 2021, Oanh sử dụng dịch vụ tại viện thẩm mỹ MB, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh và chụp lại những hình ảnh hoạt động không đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Sau đó, Oanh bàn bạc thống nhất với Loan liên lạc với chủ viện thẩm mỹ MB, yêu cầu đưa 40 triệu đồng để xóa những hình ảnh được chụp lại và không đưa lên mạng, không báo chính quyền địa phương. Chủ viện thẩm mỹ MB lo sợ bị phạt và ảnh hưởng tới hoạt động nên đã thương lượng đưa cho Vũ Thị Oanh và Nguyễn Thị Loan 25 triệu đồng. Sau nhiều lần trao đổi, thay đổi địa điểm nhận tiền, Oanh và Loan hẹn gặp chủ viện thẩm mỹ MB và đang nhận 25 triệu đồng thì bị công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.